Em xin kính chào tất cả quý anh chị, chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh VTech. Thì nếu như anh chị đang tìm kiếm một chiếc máy phiên dịch cầm tay có thể sử dụng trong công việc, ví dụ như anh chị đang là những người thường xuyên đi công tác, làm việc, định cư hoặc là đi du lịch ở nước ngoài, đấy, hoặc là anh chị thường xuyên trò chuyện giao tiếp trực tiếp với đối tác là người nước ngoài ở công ty hoặc là trong môi trường làm việc của mình mà luôn luôn cảm thấy cái rào cản ngôn ngữ làm cho mình tự ti này, hoặc là e ngại khi mà giao tiếp. Thì ngày hôm nay em xin giới thiệu đến cho tất cả quý anh chị dòng máy phiên dịch cầm tay mini siêu nhỏ có chức năng thông dịch rất là tuyệt vời đến từ công ty phần mềm VTech Việt Nam. Thì trước mặt quý anh chị ở đây em có hai phiên bản, đó là phiên bản sử dụng Wi-Fi và phiên bản sử dụng SIM 4G anh chị nhé. Đây là phiên bản sử dụng SIM 4G. Thì chiếc máy dịch này là phiên bản mới nhất của bên nhà em, nên là anh chị yên tâm là về chất lượng dịch cũng như là cái tốc độ phiên dịch của máy nó rất là tốt khi mà anh chị sử dụng trong công việc. Thì hôm nay em xin giới thiệu tập trung về chiếc máy sử dụng công nghệ SIM 4G anh chị nhé. Đây, em sẽ đi vào và giới thiệu chi tiết về chiếc máy này để cho anh chị cùng xem những cái chức năng thông minh của dòng máy phiên dịch đến từ công ty phần mềm VTech Việt Nam trong năm 2024 nó sẽ có những tính năng như thế nào anh chị nhé. Phía trước màn hình anh chị đang quan sát ở đây là phần hộp máy máy phiên dịch cầm tay sử dụng SIM 4G phiên bản mới của năm 2024 do công ty VTech sản xuất anh chị nhá. Thì trên hộp máy sẽ có logo thương hiệu độc quyền của công ty VTech này. Đây cũng có logo thương hiệu anh chị nhá. Máy rất là đẹp, rất là xịn sò này. Đấy, rất là tinh tế. Thì khi mà mở hộp sản phẩm ra ấy thì anh chị sẽ nhận được những gì? Thì đầu tiên chắc chắn đó là về phần thân máy anh chị ạ. Đây chính là phần thân máy này. Đây chính là máy phiên dịch phiên bản mới. Tiếp theo nữa thì bên công ty cũng có gửi thêm cho anh chị những cái linh kiện phụ kiện bao gồm là giấy hướng dẫn sử dụng này và một phần hộp chứa ở đây là một bao silicone để anh chị có thể lắp vào máy tránh trường hợp là máy bị trầy xước anh chị nhé. Đấy, một chiếc sạc này, một chiếc khay để mình chọc sim, mình thay sim anh chị nhé. Đấy, thì anh chị nào mà mua hàng thì anh chị sẽ nhận được những cái sản phẩm như vậy. Và khi mà anh chị đặt hàng của bên này em, nhận hàng mình có quyền kiểm tra và test thử hàng. Thì em sẽ đi vào tập trung giới thiệu về máy. Thì anh chị có thể quan sát về cái hình dáng và thiết kế của máy này. Nó rất là sang trọng, nó rất là đẹp anh chị nhá. Rất là đẹp, vuông đầu sắc cạnh này. Rất là nhỏ gọn. Anh chị có thể mang đi cầm tay hoặc là để trong túi áo, túi xách, túi quần, đi du lịch, đi công tác đều có thể mang đi được. Và máy sử dụng sạc pin anh chị ạ, không khác gì một chiếc smartphone thông minh hiện đại cả. Thì trên máy nó sẽ có thêm đó là phần logo thương hiệu này. Đấy, đây chính là phần logo thương hiệu anh chị nhá, logo thương hiệu. Đây là phần camera để cho máy có thể dịch phần dịch, hình ảnh. Đây là phần tăng giảm cường, về phần tăng giảm âm lượng này, và bên này là phần nguồn. Đấy thì không để anh chị chờ lâu, em đã bật sẵn nguồn của máy lên rồi. Và đặc biệt là chiếc máy này là sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt nên là bất kỳ anh chị nào đều có thể sử dụng được trơn tru bình thường anh chị nhá. Nó rất là dễ sử dụng. Bởi vì ở bên trong thì bên em đã cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt rồi. Đấy thì bên trong của chiếc máy này nó sẽ bao gồm những ứng dụng như thế nào? Đầu tiên đó là phần bản dịch trực tuyến, tức là nếu anh chị đi đến bất kỳ quốc gia nào mình sử dụng SIM hoặc là bắt Wi-Fi thì máy có thể thông dịch được là 138 ngôn ngữ trên toàn cầu anh chị nhá, trên toàn thế giới 138 ngôn ngữ. Còn về phần bản dịch ngoại tuyến, tức là mình không kết nối mạng thì máy có thể dịch trơn tru được là 17 ngôn ngữ anh chị nhá. 17 ngôn ngữ, đấy, rất là đa dạng về ngôn ngữ. Nên là nếu như anh chị có đi công tác hoặc lần đầu tiên mình đến bất kỳ quốc gia nào, mình muốn trò chuyện, mình muốn hỏi thăm về đường xá, mình muốn hỏi thăm về địa chỉ với người bản địa, người địa phương thì mình có thể hoàn toàn là hỏi thăm được bình thường anh chị nhá. Đấy, thì ngoài ra thì có thêm là phần dịch ảnh này, dịch viên này, rồi là trò chuyện nhóm trên thiết bị di động này, chat GPT này, ghi âm này. Đấy, tức là khi mà mình nói chuyện hoặc là người đối tác người ta gửi cho mình một bản ghi âm, mình có thể sử dụng phần ghi âm này để mình dịch sang tiếng Việt được anh chị nhé. Dịch từ này, cuộc họp này, học ngôn ngữ này, rồi là phần thiết lập. Trong cái phần thiết lập này thì cũng bao gồm những cái chức năng như là kết nối wifi này, độ sáng này, tỷ lệ nói thì anh chị muốn máy nó nói nhanh, nó dịch nhanh hay dịch chậm. Đấy thì mình có thể phần vào phần này được anh chị nhé. Đấy thì ngoài ra thì còn có những cái phần như là Bluetooth để mà kết nối những cái máy khác trong phần là dịch hội nhóm, tức là mình trò chuyện hội nhóm anh chị nhá. Đấy, múi giờ này,
Đấy, xóa dữ liệu rất là nhiều. Thì không để anh chị chờ lâu, em sẽ đi vào và test thử luôn cái chức năng dịch của máy xem nó như thế nào anh chị nhá. Thì ở đây em sẽ cái một em muốn test đầu tiên đó là về phần bản dịch ngoại tuyến. Em sẽ vào phần bản dịch ngoại tuyến, tức là mình không kết nối mạng, không kết nối wifi anh chị nhá, mà phiên dịch được 17 ngôn ngữ. Thì ở đây anh chị có thể quan sát đây là tiếng Việt này, còn bên này hiện tại nó đang sử dụng ở đây là tiếng Nhật. Thì cái máy này khi mà không sử dụng wifi thì nó có rất là nhiều ngôn ngữ để cho anh chị có thể test thực tế luôn anh chị nhé. Đây, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Nhật, Hàn Quốc, tiếng Nga, tiếng Ý, Ả Rập, Hà Lan. Đấy, rất là nhiều anh chị ạ. Và cái điều đặc biệt đấy là chiếc máy này sử dụng công nghệ AI, càng dịch thì máy càng dịch lâu dài thì máy dịch càng chuẩn anh chị nhé. Đấy, càng dịch lâu dài thì máy dịch càng chuẩn. Và cái điều đặc biệt là nó có thể nhận diện được giọng nói của chủ nhân anh chị ạ, nó nhận diện được giọng nói của chủ nhân. Thì bây giờ em sẽ test thử cái ngôn ngữ mà có thể rất là nhiều anh chị đang muốn học cũng như là đang muốn sử dụng, đó là ngôn ngữ tiếng Nhật. Đấy, thì ở đây là có tiếng Việt này. Khi mà anh chị muốn nói tiếng Việt để dịch sang tiếng Nhật thì mình sẽ bấm vào nút màu đỏ và mình giữ. Bao giờ anh chị nói xong thì anh chị buông tay ra anh chị nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ nói một câu ngắn, câu chào bình thường thôi. Xin chào, tôi đến từ Việt Nam. Đấy, anh chị quan sát này, máy dịch rất là nhanh và rất là chuẩn anh chị nhá. Và khi mà anh chị muốn nghe lại câu này thì anh chị hãy bấm lại một lần nữa này. Đấy, anh chị quan sát nhé. Đấy, bây giờ em sẽ xóa cái phần này đi này. Em sẽ dịch một câu dài hơn. Hôm nay thời tiết thật là đẹp. Tôi muốn đi uống cà phê cùng với bạn bè. Sau đó chúng tôi sẽ đi chơi ở núi Phú Sĩ. Đấy, anh chị quan sát nhé, dù là câu ngắn hay là câu dài thì máy đều dịch rất là chuẩn anh chị nhá. Máy dịch rất là chuẩn, và kể cả phần ngữ pháp câu từ thì máy đưa ra cái câu dịch nó rất là chuẩn xác anh chị nhá. Cú pháp, ngữ pháp đều rất là chuẩn chỉ. Đây anh chị quan sát này, và mình muốn nghe lại thì mình chỉ cần bấm thế này thôi. Đấy, nên là ví dụ như anh chị mà lần đầu tiên đi du học hoặc đi xuất khẩu lao động tại đất nước Nhật Bản, anh chị có thể cầm theo chiếc máy này, nó rất là nhỏ gọn. Mình có thể cầm theo để mà mình sử dụng hỏi thăm đường xá này, hỏi thăm địa chỉ này, hoặc là trò chuyện với người bản địa, người địa phương. Rất là đơn giản anh chị nhá. Nên là anh chị có chiếc máy này mình đừng quan ngại về vấn đề là mình không dám giao tiếp với người khác. Đấy, bởi vì là bây giờ cái phần học ngoại ngữ nó rất là khó khăn. Đấy, chúng ta đều bận rộn công việc. Đấy, nên là chiếc máy này nó sẽ bổ trợ và hỗ trợ cho anh chị rất là nhiều trong công việc, trong vấn đề mình đi du lịch, đi công tác ở nước ngoài anh chị nhá. Đấy, thì đấy là em vừa mới giới thiệu qua về tính năng là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Đấy, thì anh chị nào mà đang quan tâm đến một chiếc máy phiên dịch với mức giá tốt nhất và đặc biệt là chức năng dịch nhiều và có cái tốc độ dịch nhanh và dịch chuẩn thì có thể liên hệ trực tiếp đến công ty phần mềm VTech Việt Nam, số hotline đang chạy trên màn hình. Khi mà anh chị đặt hàng của bên em, dù anh chị ở bất kỳ quốc gia nào hoặc là anh chị ở bất kỳ vùng miền nào, bên em đều ship được hàng cho anh chị. Và khi mà anh chị nhận hàng, anh chị có quyền kiểm tra hàng, test thử hàng tại chỗ anh chị nhé. Nếu mà hàng chuẩn, hàng ưng ý, đúng ý của anh chị sẽ thanh toán cho bên nhà em. Đấy, còn về phần bảo hành thì anh chị yên tâm, bên em có chế độ bảo hành rất là tốt anh chị nhé. Đấy, một lần nữa em xin giới thiệu qua về phần bên ngoài của chiếc máy này. Và nếu mà anh chị thấy video của em chia sẻ hay, chi tiết thì anh chị hãy bấm cho em một nút like, và đặc biệt là hãy bấm cho em một nút đăng ký kênh để thường xuyên theo dõi cập nhật được những cái dòng máy công nghệ cao, máy phiên dịch cầm tay đến từ công ty phần mềm VTech Việt Nam. Và đặc biệt là ở những clip tiếp theo thì em sẽ đi vào và dịch thêm nhiều loại ngôn ngữ đến để cho anh chị cùng xem là chất lượng của máy phiên dịch nó đem lại nó như thế nào anh chị nhé.